Là tiếp tục hành trình đi Thái Lan 2 ngày 1 đêm của mình nha. Lần này thì mình ghé qua Icon Siam vì thời gian cũng hạn chế cho nên là chỉ kịp dạo vài vòng rồi di chuyển qua địa điểm khác thôi. Còn đồ ăn thì thật sự mình thấy ăn ở mức tạm được. Riêng nước ép lựu thì mình siêu mê luôn. Ai tới Thái đều phải uống món này nha. Vì ngọt thanh mát mà giá cũng rẻ nữa. Qua Icon Siam thì nhất định phải ghé qua Starbucks tầng trên cùng với chiếc view siêu đẹp cho những ai mê sống ảo luôn đó. Không gian thì cực kỳ rộng. Trên cùng có khu ngồi chơi, đi buổi tối ngắm view từ trên cao phải nói là đỉnh của đỉnh. Biết là mình chết lại thì bị mất video quay tầng bên dưới rồi. Nên là mọi người xem tạm cái view này thôi nha. Cái là order nước cực kỳ lâu vì đông người cho nên là mất hơn 30 phút để order ấy. Hôm sau là tụi mình di chuyển qua chợ Chatuchak vì đến cũng sớm tầm 10 giờ nên chỉ có một số gian hàng mở cửa thôi. Cá nhân mình thấy quần áo ở đây kiểu dáng thì ở mức tạm được, không quá đẹp như khi xem các bạn khác review ấy. Đến đây thì mọi người phải ghé qua quán này nha. Món lòng heo nướng và gỏi đu đủ phải gọi là siêu siêu ngon. Mà giá đó thì cực kỳ rẻ nữa. Gọi 6 món thì năm anh em mình tính ra mỗi người ăn chỉ tầm 65.000 một người thôi. No nê quá chừng. Và cuối cùng là bảo tàng Moca. Khi mê sống ảo thì nhất định phải tới đây nha. Bảo tàng cực kỳ rộng và đẹp luôn. Ở đây tụi mình có thể vừa được xem những cái kiến thức và văn hóa của Thái, vừa đảm bảo có hình xin mang về nữa. Bây giờ mọi người cùng dạo quanh vài vòng bảo tàng với mình nhé. I am run to you and I keep you safe forever through the tears, through the love and all the nights we share. I am run to you and I keep you safe forever. Don't you know my love? Don't you know two hearts can beat as one?